Nếu mà 1 tỷ đi gửi ngân hàng thời điểm này, mỗi năm anh em kiếm về 60 triệu, 10 năm anh em kiếm về 600 triệu. Nếu mang tiền 1 tỷ đi mua cái ô tô thì 10 năm sau các bạn có thể bán cái ô tô chỉ được khoảng 200-300 triệu mà thôi. Mà chưa chắc đã được 200-300 triệu. Nếu như cái ô tô sau 5 năm bán đi, có thể bạn chỉ bán được khoảng tầm 500 triệu với cái ô tô mà mình bỏ ra 1 tỷ mua. Nhưng ngược lại, với đầu tư một mảnh đất 1 tỷ, sau 5 năm có thể là bạn gấp đôi hay là gấp ba, nếu để 10 năm thì cũng có thể là gấp 4, gấp 5 hoặc là tối thiểu cũng phải gấp 3 lần. Anh em thân mến, thì đấy là cái sự lựa chọn của mỗi anh em. Nếu như chúng ta chưa thật sự giàu có, chúng ta chưa thật sự dư giả, thì chúng ta không nên vội mua ô tô làm gì. Khi mà bạn mua mảnh đất, khi bạn mua mảnh đất thì 1 tỷ sau 5 năm thì có thể là bạn lãi ra được vài cái ô tô. Đấy là có thể nếu chúng ta tính toán tốt. Nếu không thì bạn cứ mua hai mảnh đất, mỗi mảnh đất 500 triệu, thì hoặc là bạn mua cái ô tô 500 triệu thôi, còn 500 triệu bạn mua một mảnh đất 500 triệu, như thế là đẹp nhất. Khi mà chúng ta mua một cái tiêu sản thì hãy mua một tài sản. Khi cái tiêu sản nó giảm giá thì cái tài sản nó lên giá là chúng ta sẽ không bị mất tiền. Ví dụ như mảnh đất sau 5 năm bạn mua vào, bạn mua mảnh đất 500 triệu, sau 5 năm nó lên thành 1,5 tỷ. Nhưng cái ô tô bạn mua 500 triệu, sau 5 năm bạn bán được 200-300 triệu. Như vậy là cái mảnh đất nó lên giá, nó sẽ bù lỗ được rất nhiều, thậm chí là còn lãi cho các bạn khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản. Để lựa chọn ô tô mình cũng muốn, đất mình cũng muốn, thì các bạn nên lựa chọn theo phương án của mình. Như vậy, nếu chúng ta thật sự cần thiết mua ô tô thì chúng ta mua ô tô. Còn nếu chúng ta vừa cần ô tô vừa cần đất thì chúng ta nên lựa chọn như cái phương án mình bày ra, chia đôi tiền ra, một nửa mua ô tô, một nửa mua đất. Là khi mà ô tô nó xuống giá thì đất lên giá, nó sẽ bù đắp lại, bạn sẽ không bị mất tiền, thậm chí là bạn còn được lãi tiền. Đừng dại gì bỏ tiền ra mua cái ô tô 1 tỷ để mà chạy mà không mua đất trong khi chúng ta chưa giàu. Đấy là cái lời khuyên của mình. Khi mà chúng ta chưa thật sự giàu, chúng ta không nên sở hữu tiêu sản làm gì. Mà có mua tiêu sản chăng nữa thì mua cái, ví dụ như là ở thời điểm này nhé, bạn mua một cái ô tô 500 triệu mà đời cao, thì có thể là cái CX5 chẳng hạn, là cũng là sang trọng rồi, đời có thể là đời nó sâu sâu một tí, thế nhưng mà không sao cả, bạn vẫn là xe sang. Thế nhưng mà bây giờ bạn bỏ ra một mua cái xe CX5 mới thì lại phải mất 1 tỷ. Thì chúng ta mới, tôi không biết là giờ đây có cái xe CX5 không mới không, thì tôi cũng nôm na là như vậy. Hay là bạn mua cái Tucson mới là 1 tỷ, nhưng thay vì đó bạn mua một cái xe Tucson cũ, đời cũ thì cũng tầm 500 triệu chẳng hạn, thì đương nhiên là mình vẫn có xe sang, mà thôi nó là đời cũ thôi không sao. Nhưng mà 5 năm sau còn 500 triệu còn lại, bạn sẵn sàng bạn mua được một mảnh đất, thì 5 năm sau nó sẽ bù lỗ cho bạn, cũng như là bạn sẵn sàng bạn mua được cái xe đắt tiền hơn. Bạn vừa có đất, bạn vừa có xe, bạn vừa gia tăng tài sản của bạn mà không bị lỗ đi. Đấy là cái mà quan điểm cá nhân của mình. Thế còn mọi người đi gửi ngân hàng thì các bạn thấy rằng là nếu chúng ta gửi ngân hàng 1 tỷ, sau 5 năm chúng ta mang về được 1,3 tỷ, sau 10 năm chúng ta mang được 1 tỷ 600 triệu. Thế nhưng câu chuyện ở đây là cái đồng tiền nó sẽ bị trượt giá theo thời gian. Nếu như mà cứ tính theo bài toán gửi ngân hàng thì rất nhiều người đã lựa chọn sai lầm khi mà gửi ngân hàng. Khi mà chúng ta chưa giàu, chưa có tiền, có ít thì chúng ta gửi ngân hàng thôi, hoặc là chúng ta thật sự giàu thì chúng ta hãy gửi ngân hàng, còn khi mà chúng ta chưa giàu thì chúng ta không nên gửi ngân hàng làm gì. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay. Hãy ở nút đăng ký, nút quả chuông, bật nút thông báo để chờ đón những cái video mình sẽ ra tiếp theo trong thời gian tới. Nói thật với anh chị em là bất động sản thời điểm này nó là rẻ nhất trong 5 đến 7 năm trở lại đây. Chúng ta hãy tranh thủ cái cơ hội tốt này. Nếu bây giờ chúng ta không mua thì tôi nghĩ rằng là 5 7 năm sau không còn cơ hội để mà mua nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.